vấn đề về tái cơ cấu kinh tế, vấn đề về phát triển khu vực kinh tế tư nhân. Nhưng nếu như tôi quan sát như hiện nay, bởi vì xã hội đang dành rất nhiều thời gian để nói về vai trò của chính phủ trong phát triển kinh tế tư nhân, nếu như chúng ta quá tập trung vào cái chữ gọi là vai trò của chính phủ trong phát triển kinh tế tư nhân, thì dường như xã hội có thể bị hiểu nhầm là phát triển kinh tế tư nhân là nhiệm vụ của chính phủ, chứ không phải là nhiệm vụ của chính chúng ta, những doanh nghiệp tư nhân. Và như vậy thì tôi cho rằng là với sự tư duy theo tôi gọi là ngủ quên như vậy, thì tôi cho rằng là tư duy như vậy không đúng với lại cái bản chất của gọi là tái cơ cấu kinh tế. Thế thì tôi chỉ muốn trình bày của anh chị một góc nhìn mà tôi suy nghĩ rất nhiều thế này. Thế thì bây giờ phát triển kinh tế tư nhân, tôi hôm nay tôi nhìn hoàn toàn từ góc độ doanh nghiệp. Thì doanh nghiệp có nhiệm vụ gì, có vai trò gì trong thực hiện cái ta gọi là cái tái cơ cấu kinh tế và cái gọi là phát triển kinh tế tư nhân. Thì tôi chỉ thấy rằng như thế này, thì tôi tư duy như thế này. Nếu như các anh chị nhìn vào các văn bản của chính phủ, đó là nghị quyết Trung ương 5, rồi nghị quyết 27, rồi nghị quyết 24 của chính phủ nói rất nhiều về cái gọi là tái cơ cấu kinh tế. Tuy nhiên, cho đến hiện nay chúng ta hình dung bản chất của tái cơ cấu kinh tế là gì? Nói một cách ngắn gọn, thì như tôi quan sát, bản chất của tái cơ cấu kinh tế không phải là thay đổi cơ cấu cơ học của ba ngành kinh tế như tôi hay được nhiều người hiểu. Đó là thay đổi cái cơ cấu kinh tế về công nghiệp, dịch vụ và nông nghiệp. Bởi vì anh chị hình dung ra ngay cả cái khái niệm về công nghiệp, về dịch vụ, về nông nghiệp hiện nay nó cũng không còn có một cái ranh giới rõ ràng. Tôi lấy ví dụ như sản xuất nông nghiệp. Bây giờ gọi là nông nghiệp hay gọi là công nghiệp? Tôi khẳng định với anh chị không thể gọi đấy là sản xuất nông nghiệp, là công nghiệp hay là nông nghiệp được. Thế rồi sản cung cấp dịch vụ, chúng ta sản xuất nông nghiệp, chúng ta bán hàng, thế thì đó là dịch vụ hay là sản xuất hay là công nghiệp hay là nông nghiệp? Chính vì vậy mà bản chất của tái cơ cấu kinh tế theo các đề án của chính phủ là gì? Là thay đổi cái mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lực và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Và nói một cách ngắn gọn, thực sự nếu như nhìn từ nhà nước, đó là nhà nước thay đổi cách thức can thiệp vào nền kinh tế. Có nghĩa rằng là trước đây nhà nước chỉ đạo là doanh nghiệp làm cái gì, làm bao nhiêu và làm như thế nào, thì hiện nay ba cái câu hỏi đó là nhà nước sẽ rút khỏi bằng giảm bớt các quy định pháp luật, và đó là câu hỏi của thị trường và câu hỏi của doanh nghiệp. Thế thì tôi nhìn thấy từ cái đề án tái cơ cấu kinh tế thì tôi nhìn thấy doanh nghiệp có hai cơ hội và đồng thời một thách thức rất lớn. Cơ hội thứ nhất là các anh chị nhìn thấy rằng là thông điệp của chính phủ rất rõ ràng là phát triển kinh tế tư nhân và lấy đó làm nòng cốt, là động lực phát triển kinh tế. Đấy là cái việc đầu tiên. Và điều này thể hiện rất rõ trong tất cả các nghị quyết từ Trung ương, Quốc hội và Chính phủ thì tôi không nhắc lại. Nhưng cái cơ hội thứ hai, tôi gọi là cơ hội gián tiếp mà doanh nghiệp có được, đó là gì? Thứ nhất là chính một trong những cam kết của Chính phủ là tạo một môi trường kinh doanh giảm về thời gian, giảm về chi phí, có nghĩa rằng là thuận lợi. Thì điều đó có nghĩa rằng là doanh nghiệp được hưởng một cái lợi ích gián tiếp là kinh doanh thuận lợi và dễ dàng hơn. Thứ hai, như anh Long cũng trình bày là cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước. Ở đây thì chúng ta phải hình dung là cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước thì giữ lại những cái hoạt động doanh nghiệp nhà nước hoạt động trong lĩnh vực then chốt, thì điều đó có nghĩa rằng là cái cơ hội kinh doanh cho doanh nghiệp tư nhân cũng sẽ được tăng lên. Thế như vậy cái cơ hội thứ hai của chúng ta là nhờ cái cơ cấu kinh tế mà doanh nghiệp có thể nói là kinh doanh thuận lợi hơn. Nhưng cái thách thức lớn nhất chúng ta phải hình dung thế này, khi chúng ta môi trường kinh doanh thuận lợi hơn thì điều đó có nghĩa rằng là thuận lợi cho chúng ta. Thuận lợi cho chúng ta thì có thuận lợi cho người khác không ạ? Đương nhiên là thuận lợi cho người khác. Và như vậy thì cái thách thức lớn nhất của tái cơ cấu kinh tế là gia tăng sức cạnh tranh nói chung. Và như vậy thì chính doanh nghiệp cũng phải gì ạ? Bị một cái sức ép cạnh tranh. Và cái sức ép cạnh tranh này thì nó tàn khốc. Tôi khẳng định với anh chị nói hơi vui, nó tàn khốc như chiến tranh. Có nghĩa rằng nếu như chúng ta không cạnh tranh được thì có nghĩa là chúng ta gì ạ? Bị loại bỏ khỏi thị trường, loại bỏ khỏi cuộc chơi. Và càng dễ dàng cho việc gia nhập thị trường và càng thúc đẩy cạnh tranh thì doanh nghiệp cũng đứng trước một thách thức theo tôi là cạnh tranh khốc liệt. Và như vậy thì tôi nhìn nhận từ cái vai trò và nhiệm vụ của tái cơ cấu kinh tế đối với vai trò của doanh nghiệp tư nhân thì không có cách nào khác theo tôi nhé. Bây giờ chúng ta bỏ qua, như tôi là bỏ qua cái vai trò của chính phủ, thì đối với doanh nghiệp tư nhân không có cách nào khác phải tự chủ động, tích cực nâng cao cái năng lực cạnh tranh cho chính mình. Đấy là việc đầu tiên tôi cho rằng là trong cái cuộc gọi là thực hiện cái tái cơ cấu kinh tế thì nhiệm vụ của doanh nghiệp không phải là tổ chức thực hiện các nghị quyết của Đảng, nghị quyết của Trung ương, mà nhiệm vụ của doanh nghiệp nói ngắn gọn là gì ạ? Tự đổi mới, chủ động sáng tạo và chớp lấy cái cơ hội từ cái kết quả cải cách của các cái gọi là tái cơ cấu lại nền kinh tế. Thế như vậy nhiệm vụ của doanh nghiệp là chúng ta tận dụng
triệt để cái cơ hội mà chúng ta có được. Đấy là cái theo tôi nhìn cái góc nhìn rất là quan trọng. Thế thì câu hỏi tiếp theo của chúng tôi nhìn nhận thấy là thế thì doanh nghiệp nên làm gì? Tôi nói ở đây có thể là tôi không phải là doanh nghiệp, có thể đúng, có thể sai, các anh chị có thể phản biện. Nhưng với những cái thông tin như tôi nhìn thấy được thì tôi cho rằng là doanh nghiệp, giả sử như tôi đưa ra lời khuyên thì doanh nghiệp nên làm gì? Thì tôi có mấy cái điểm quan sát mà tôi thấy doanh nghiệp cần phải lưu ý như thế này. Cái thứ nhất, các anh chị nhìn trên cái bảng này, tại sao tôi không muốn trong cái tài liệu chúng tôi có một cái slide, tôi không ghi thông tin gì ngoài những cái hình vẽ. Thì các anh chị nhìn lên đây, vấn đề cái bảng này nó nói về vấn đề về quản trị doanh nghiệp. Các anh chị, tại sao tôi lại đưa cái vấn đề quản trị doanh nghiệp lên hàng đầu? Vì anh chị biết tất cả các cuộc khủng hoảng về tài chính ở châu Á và thế giới đều xuất phát từ yếu kém về quản trị doanh nghiệp. Đây là việc đầu tiên tôi muốn nhấn mạnh. Và hiện nay ở Việt Nam, tôi khẳng định với anh chị, quản trị doanh nghiệp là một vấn đề rất yếu kém. Tại hội trường này cách đây một tháng, tôi nói anh chị có một cái rất vui. Khi nói về quản trị doanh nghiệp trong công ty gia đình, thì người ta không nói đến luật doanh nghiệp, và có một chị điều hành một doanh nghiệp rất lớn ở một địa phương đứng dậy nói là ra công ty em quản trị theo hai nguyên tắc. Thứ nhất, chồng phụ trách tất cả các vấn đề trong hàng rào, và vợ phụ trách các vấn đề ngoài hàng rào. Đấy là quản trị của công ty em. Thế tôi hỏi, thế quản trị như vậy có nghĩa là gì? Có nghĩa rằng là ông chồng giữ một cái vị trí nào đó mà người ta cũng theo luật doanh nghiệp có thể là giám đốc, có thể là chủ tịch, nhưng thậm chí ông cũng không nhớ là mình đang làm cái vị trí gì, chỉ biết là tất cả các vấn đề về tổ chức sản xuất, về nhân sự, cái gì đó ở trong hàng rào thì là của ông chồng. Còn cái gì ngoài hàng rào có nghĩa là đi tiếp xúc với khách hàng, ký hợp đồng và hôm nay lên hội thảo là nhiệm vụ của gì ạ? Bà vợ. Và đấy người ta gọi đấy là quản trị doanh nghiệp. Và các anh chị hình dung ở Việt Nam bắt đầu có những mầm mống khủng hoảng kinh doanh từ yếu kém của quản trị doanh nghiệp. Thì anh chị cứ bình tĩnh soi chiếu lại các cuộc khủng hoảng trong ngân hàng xuất phát từ yếu kém của cuộc khủng hoảng về quản trị, không có một hệ thống quản trị ngân hàng tốt. Các anh chị hình dung trong ngành cà phê, tôi rất đáng tiếc một doanh nghiệp thiếu vắng một cái khung khổ quản trị tốt mà dẫn đến hôm giờ tôi đọc báo là có một bài báo viết rất hay, đó là gì ạ? Vợ không bán cà phê cho chồng, đó là quản trị doanh nghiệp. Đấy là quản trị doanh nghiệp. Thế rồi tôi khẳng định cái khủng hoảng trong cái câu chuyện về chúng ta gọi là lụa tơ tằm vừa rồi cũng xuất phát từ quản trị. Thậm chí có những cửa hàng mà hiện nay vẫn đang hoạt động dưới hình thức gì ạ? Hộ kinh doanh, một doanh nghiệp mang tầm cỡ quốc tế mà gần như không có khái niệm về quản trị doanh nghiệp. Thì tôi khẳng định với anh chị, tại sao tôi lại nói đến vấn đề này? Thì cái điều này nó minh chứng bằng một cái hình vẽ như thế này. Là các anh chị nhìn thấy cột của Việt Nam là cái cột ở bên tay phải. Thì đây là cái cuộc điều tra về gọi là đánh giá cái thẻ điểm quản trị so sánh 6 nước của châu Á. 6 nước của châu Á. Thì các anh chị hình dung ra Việt Nam là một nước được đánh giá thấp nhất về quản trị doanh nghiệp. Nếu như 100 điểm là điểm tốt nhất thì Việt Nam đứng ở vị trí được 35 điểm, tức là ở vị trí rất, người ta gọi là trung bình yếu, nhưng tôi gọi đây là không thể gọi là trung bình được, vì chưa bao giờ có cái 3,5 điểm mà gọi là trung bình, ta gọi là rất kém. Và như vậy thì cái quản trị doanh nghiệp chúng ta cho thấy mấy cái điều gì? Anh chị cứ hình dung ra một cái rất đơn giản là nếu chúng ta muốn kinh doanh và thậm chí hội nhập kinh tế quốc tế thì muốn lựa chọn một đối tác tin cậy, ổn định và lâu dài thì người ta sẽ nhìn vào gì ạ? Quản trị. Một gia đình có bền vững hay không có nghĩa rằng là chúng ta nói nôm na, có nghĩa là trong gia đình thì phải hòa thuận và phải có một cái khung khổ quan hệ tốt. Thì đấy là cái việc đầu tiên tôi cho rằng là vấn đề đầu tiên và cốt lõi của chúng ta là hãy nghĩ đến và bắt đầu quản trị từ những nguyên tắc quản trị đơn giản nhất, chứ đừng quản trị theo cái cách là chồng ở trong hàng rào và vợ ngoài hàng rào. Đấy là cái việc đầu tiên. Cái vấn đề thứ hai là chúng ta rất nhiều bài báo nói rằng là xét ở khía cạnh doanh nghiệp, chúng ta có một cái chỉ số ta gọi là chỉ số năng lực toàn cầu. Việt Nam năm vừa rồi thăng từ 60 xuống 55, tạm gọi là thăng 5 hạng trong cái gọi là chỉ số về năng lực toàn cầu. Chúng ta thấy rất là vui, nhưng mà chúng ta hình dung là phần lớn cái chỉ số đấy đo lường về môi trường kinh doanh, tức là về thể chế chính sách. Nhưng hôm nay tôi nhặt ra những rất nhiều những cái chỉ số nó đo lường ở cấp độ doanh nghiệp để cho chúng ta thấy rằng nếu như chúng ta hội nhập kinh tế quốc tế thì chúng ta xem cái năng lực của doanh nghiệp của chúng ta ở đâu khi chúng ta so sánh. Trong hội trường này, chúng ta nói rất nhiều về Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam châu Âu, rất nhiều cơ hội cho doanh nghiệp Việt Nam. Tôi chỉ hỏi anh chị một câu, những ai trong hội trường này đã đọc Hiệp định Việt Nam
không, hiệp định tự do thương mại Việt Nam EU để nhằm mục tiêu xem xét xem rằng là những cái quy định như vậy thì doanh nghiệp mình được hưởng lợi gì, giơ tay. Một, duy nhất một. Các anh chị có hình dung ra, thế thì như vậy chúng ta muốn cạnh tranh, chúng ta muốn chiếm cơ hội, chúng ta muốn xuất khẩu, nhưng thậm chí chúng ta chưa nhìn thấy cái bản hiệp định đấy như thế nào, thì làm sao chúng ta cạnh tranh được. Như vậy tôi chỉ muốn chỉ ra đây một vài con số rất đáng. Thứ nhất là chúng ta nhìn vào đây là cái cột ở dưới màu đỏ, ở cái cột 6.15 ở đây ta tạm gọi là định hướng khách hàng. Thì Việt Nam xếp thứ 1, so sánh với các nước có 128 quốc gia thì doanh nghiệp Việt Nam đứng thứ 113. Tôi vừa dự cái hội nghị TechFest vừa rồi của Bộ Khoa học Công nghệ, tôi đã dành hơn một tiếng đồng hồ để đi thăm các gian hàng. Điều đáng buồn nhất các anh chị biết là gì không? Các bạn hỏi tôi, đầu tiên khi mà tôi đến gian hàng là các bạn bảo hàng của em đẹp lắm, hàng của em nhiều tính năng lắm, hàng của em tốt lắm, hàng của em rẻ lắm. Nhưng người ta quên mất một điều là người ta không thèm hỏi tôi là anh cần gì. Tôi không cần những cái thứ mà người ta nói. Tôi khẳng định với anh chị, nếu như cái định hướng khách hàng và cái marketing, đầu tiên là phải hỏi đến là anh cần gì. Nếu như nhu cầu của anh như thế này, thì câu tiếp theo là sản phẩm của em có thể đáp ứng thậm chí cao hơn nhu cầu của anh. Có nghĩa là người ta phát minh ra một cái sản phẩm, một cái sáng chế mà thậm chí người ta quên mất rằng là thích nhu cầu của khách hàng là gì. Tôi khẳng định với anh chị như vậy. Hay tôi lên Ban Mê Thuật xem lễ hội cà phê, người ta chỉ nói là cà phê của em rất ngon và cà phê của em rất rẻ. Nhưng em, tôi bảo là anh không cần ngon, anh không cần rẻ, anh cần một thứ cà phê nó gọi là Arabica, nó gọi là rang theo cái mức gọi là nhẹ, light, chứ không rang vừa, không rang pha trộn, không có gì cả. Thì em mới bảo là em chỉ có một loại cà phê thế này, rất rất ngon và rất rẻ, còn cái thứ mà anh muốn em không có. Thì tôi hỏi anh chị, thế thì tất cả những cái kỹ năng marketing như vậy thì tôi khẳng định đây không phải là đại trà, nhưng tôi nói rằng là rất thiếu, rất thiếu. Thế là từ một người quan sát như tôi, chúng ta hình dung ra thấy một cái điểm tiếp theo. Chúng ta nhìn thấy cái cột tiếp theo ở đây là về công nghệ, thì cái khả năng hấp thụ công nghệ của Việt Nam nếu như so sánh với các nước, chúng ta đứng ở vị trí thứ 493 trên 128 quốc gia. Chưa nói về cái gọi là chúng ta cứ gọi là chúng ta có công nghệ, nhưng khả năng hấp thụ công nghệ, sử dụng và vận hành nó để tạo ra giá trị gia tăng, tạo ra tiền chứ không phải mua công nghệ về để xó, rõ ràng là chúng ta rất yếu. Chúng ta tiếp tục, chúng ta nói đến chất lượng của cái gọi là các nhà cung cấp, về số lượng cũng yếu, chất lượng cũng yếu, nhưng điều quan trọng nhất, kỹ năng marketing của chúng ta cũng yếu, xếp thứ 100. Tức là so sánh cái vị trí ở đây là nếu như chúng ta hội nhập thì chúng ta thử so sánh nha, chúng ta có 128 quốc gia để so sánh, chúng ta toàn xếp thứ hơn 100 và 110 trên 128 quốc gia, thì chúng ta cứ thử hình dung xem cái năng lực cạnh tranh của chúng ta đến đâu. Một điều rất ví dụ như thế này để anh chị hình dung ra, chúng ta nhìn cái cột cuối cùng, nó gọi là phát minh sáng chế. Nó tính trên 1 triệu người dân thì Việt Nam chỉ có 0,2 phát minh sáng chế trên 1 triệu người dân và xếp thứ 91 trên 128 quốc gia. Như vậy khả năng sáng tạo. Và điều Ngân hàng Thế giới họ có một cái điều tra mà tôi thấy rất thú vị là các anh chị nhìn cái cột ở bên tay phải. Việt Nam so với các nước là cái cột màu da cam. Chúng ta có thể nói là cái khả năng sáng tạo của chúng ta rất cao. Nhưng khi nói đến khả năng sáng tạo về sản phẩm mới, chúng ta nhìn cái cột bên phải màu da cam thì chúng ta thua xa tất cả các nước. Tức tạo ra một sản phẩm mới thì chúng ta lại không có, như vậy chúng ta không phát triển được thị trường mới, không dẫn dắt được thị trường, và như vậy chúng ta rất yếu. Tương tự như vậy, chúng ta nhìn thấy rằng là ngay cả cái việc thực hành tốt sản xuất là gần như chúng ta rất thấp so với ngay cả trong nước, so với nước ngoài. Thì đây là những cái doanh nghiệp mà nó có những cái chứng chỉ xác nhận về cái sản phẩm hoặc là áp dụng những cái thực hành tốt để chúng ta cạnh tranh. Và điều quan trọng nhất để tôi muốn nhấn mạnh đến anh chị một điều thế này. Ngân hàng Thế giới cùng phối hợp với viện chúng tôi làm một cái báo cáo, nó có tên là Doanh nghiệp Việt Nam trước ngã ba đường. Thì người ta nói thế này này, một câu mà tôi rất thâm thía là Việt Nam muốn gia nhập vào vị trí cao hơn, giai đoạn cao hơn, có giá trị gia tăng cao hơn trong chuỗi giá trị toàn cầu thế hệ mới. Thì Việt Nam không thể mãi mãi dựa vào việc nài nỉ, xin xỏ các doanh nghiệp có đầu tư, vốn đầu tư nước ngoài là hãy liên kết với doanh nghiệp Việt Nam. Chúng ta không thể mãi mãi dựa vào việc là gọi là gây sức ép tạo ra cái thế, hay là nài nỉ họ, hay là
năn nỉ họ, mà điều quan trọng là doanh nghiệp Việt Nam buộc phải nâng cao năng lực cạnh tranh để có một cái chất lượng sản phẩm ngang tầm quốc tế và cạnh tranh sòng phẳng với những đối thủ của chúng ta. Còn lại, nếu như chúng ta không tư duy như vậy thì người ta khẳng định rằng Việt Nam mãi mãi không bao giờ có thể dựa vào những cái công cụ tôi gọi là nhờ sự trợ giúp của chính phủ hay nhờ sự giúp đỡ của ai đó để chúng ta có thể leo lên cao hơn trong cái câu chuyện gia tăng trong chuỗi giá trị toàn cầu. Thế thì cái thông điệp của chúng tôi ở đây, của tôi chỉ có một thông điệp rất ngắn gọn thế này thôi. Đó là ngay từ bây giờ nếu như là doanh nghiệp, ở đây là doanh nghiệp, thì chúng ta phải quên đi rằng là cải cách của chính phủ vừa tạo ra cơ hội vừa tạo ra thách thức. Việc đầu tiên là làm gia tăng cạnh tranh. Cái thứ hai là chúng ta phải quên đi tất cả những cái thói quen kinh doanh. Ta gọi là kinh doanh dựa theo thói quen này, kinh doanh dựa theo cảm tính này, kinh doanh dựa theo tạm gọi là tôi cứ tưởng như vậy, tôi cứ nghĩ như vậy, vân vân và vân vân. Mà điều quan trọng nhất chúng ta phải xác định là nhỏ nhưng phải chuyên nghiệp, nhỏ nhưng phải là một thành phần không thể thiếu của nền kinh tế. Và điều quan trọng nhất là để cạnh tranh thì không thể có cách nào khác bằng việc nâng cao năng lực của mình, bằng ít nhất là ngang bằng với đối thủ mà mình muốn cạnh tranh. Thì đấy chỉ là cái mà tôi muốn nói rằng là trong cái việc thực hiện cái gọi là tái cơ cấu nền kinh tế thì nhiệm vụ vai trò của doanh nghiệp tư nhân nó là như vậy. Chứ chúng ta không thể nói rằng là phát triển doanh nghiệp tư nhân là nhiệm vụ của chính phủ. Và xin chân thành cảm ơn.